Rồi chào anh em buổi sáng nha. Thì bây giờ em đang chuẩn bị ráp cái động cơ Hyundai này HTO55 này vô cái dàn lắp này ha. Đó. Giờ để có gì em sẽ ráp xong rồi em sẽ quay cho anh em xem nha. Dàn lắp của em dàn lắp chất lượng nhất có thể nha anh em. Đó, nó có chắn nước rồi đầy đủ hết. Chân vịt nó bằng thép nha. Đây. Thép hoặc là hợp kim nhôm. Hai thứ thôi, em có đủ hết. Đây thì nó có cái công tắc mở tay ga theo nấc nó. Rất là tiện lợi, quay 360 độ nha. Bây giờ em ráp vô trong cái này thì cái này em có bán rời nha. Cái này thì xài cái chung lớn nha, dành cho máy 330 trở lên. Là 33 trở lên. Còn cái động cơ Hyundai này thì anh em muốn ráp động cơ nào cũng có hết trơn á, đủ hết luôn nha anh em. Đó. 430, 52, 63 có đủ nha anh em. Anh em có giá sỉ rồi mà nha anh em. Sỉ lẻ có đủ hết luôn ha. Đó. Giờ lấy cái tay vô. Thì tại giờ đang châm xăng nha anh em, để thử luôn nha. Đó. Châm xăng thử cho anh em xem luôn. Anh em bây giờ đã gắp xong máy Hyundai nè, đây để cho anh em xem. Tay cầm, tay ga đầy đủ hết trơn nha. Đó. Chân vịt là bằng thép nha. Đó. Quay 360 độ. Máy Hyundai. Đã cái động xong rồi đây, thử cho anh em xem nha. Rồi lên ga đi. Này là Hyundai nha. Đó. Xong rồi đó nha anh em. Thì giờ quay sơ sơ cái này đầu máy Hyundai. Hyundai gắt Việt Nam thôi. Đó, linh kiện. Rồi cái này thì bằng chuyên dịch bằng hợp kim nhôm nha. Anh em muốn có thép thì cũng có nha. Đầy đủ cho anh em. Này inox. Nó có đuôi lướt nước nha. Có nhiều loại nó có lướt nước. Bên hàng bên em là có đuôi lướt nước luôn ha. Thì máy này là xoay 360 độ cho nên anh em có thể xoay chở thoải mái nha. Đó. Đây. Đầu máy Hyundai THTO55. Nó tương đương với cỡ cái 520 em đang có đó. Đó. Là cái loại đó chiên hơn loại này. Cái này là lấy từ máy cắt cỏ nha. Còn kia là nó bình xăng chơi, bình xăng đứng luôn. Nó chiên về chạy xuồng hơn. Đó.